Wow, đùi gà siêu cay này nhìn thiệt là ngon. Nhưng mà bây giờ mình phải ngủ một giấc đã. Ngủ xong rồi mình sẽ dậy ăn nha. Whee! Whee! Anh hai ơi, anh hai ơi, đi chơi với em không anh hai ơi? Ủa, anh hai ngủ mất tiêu rồi. Cái gì đây ta? Wow, nguyên cái đùi gà nhìn ngon dữ vậy. Cái này là của anh hai chắc luôn nè. Bây giờ mình sẽ xé ra ăn nha. Wow, đây là ức gà siêu cay thơm ngon. Đâu, xé ra ăn thử coi. Oh, đây là lần đầu tiên mình ăn được cái ức gà siêu cay này đó. Xé ra coi nha. Wow, thơm dữ vậy ta. À, nhâm 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 nhâm. Wow, ức gà ngon quá. Ủa, em trai sao em ăn ức gà quá vậy? Ủa, anh hai dậy rồi hả? Đi chơi với em không anh hai? Không có đi chơi gì hết á. Em ăn đồ ăn của anh mà không có xin phép anh. Anh không có chơi với em nữa đâu. Mới ăn có một miếng mà làm gì thấy ghê quá vậy. Em cũng không thèm chơi với anh nữa đâu. Đúng không đi? Đây là những kẹo bị hư hết hạn sử dụng. Bây giờ chúng ta cùng nhau vô những cái kẹo này đi ra bãi rác nha các bạn. Xe rác lại nào. Ok. Rồi, cho đồ ăn hư này vào trong xe rác xong nè các bạn ơi. Bỏ vô trong bãi rác luôn nha. Đồ ăn hư này ăn vô á là chúng ta bị đau bụng đó. Rồi, ăn hết đi. Cái đồ ăn này hết hạn sử dụng rồi. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Nhanh đi nhanh, chúng ta còn về nghỉ ngơi nữa. Nhanh đi nhanh lên nào. Chúng ta còn vài cái kẹo con gấu trúc này nữa thôi. Ok, xong rồi, chạy nắp lại. Bỏ chiếc xe rác này mình có rác thiệt là nhanh. Bây giờ đi tới bãi rác đi nào. Núi đá sạt lở đã lấp đầy chiếc xe đua của mình rồi. Bây giờ mình sẽ ăn sáng, sau đó lấy chiếc xe công trình giải cứu chiếc xe đua ra nha. Rồi, lấy cái kẹo cầu vòng ra, ăn vô cho có sức mạnh coi. Xé kẹo ra coi nào. Wow, kẹo cầu vòng thơm ngon quá đi. Có mùi trái cây rất là ngon luôn. Ai nhâm 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 nhâm. Cầu vòng trái tim này thiệt là ngon. Mình đã có sức mạnh rồi, bây giờ giải cứu chiếc xe đua của mình ra thôi. Mình đã chạy xước hết rồi, tội nghiệp quá đi. Bây giờ khởi động thử coi xem chiếc xe đua còn hoạt động không. Wow, tiếng động cơ vẫn còn mạnh. Bây giờ mình sẽ nhấn thử cái nút này nha. Wow, chiếc xe đua đi tới rất là hay luôn ha. Rồi, nút này là đi lùi nè. Xe đua của mình vẫn còn hoạt động bình thường, chưa có hư. Bây giờ mình sẽ mang chiếc xe đua này đi nữa nha. Được rồi, mang chiếc xe đua này đi nữa thôi. Để đồ ăn hư ở đây thì giờ mình sẽ mang nha. Hey, anh hai thiệt là đáng ghét. Có một tí đồ ăn thôi mà cũng cho mình nữa, kẹo kẹt thiệt. Ê, cái gì đây? Wow, đồ ăn. Sao ở đây có nhiều đồ ăn quá vậy ta? Đồ ăn này của ai vậy ta? Thơm quá. Thôi kệ đi, mình lấy ra mình ăn thử coi. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy cái kem này ra ăn nha. Rồi, xé cái kem này ra ăn coi. Wow, cái kem này thơm quá. Ai, nhâm. Wow, ăn cái kem vô mát lạnh thiệt. Tiếp tục, mình sẽ ăn cái này nha. Rồi, mở cái này ra. Bên trong này là có cái gì đây? À, kẹo dẻo bánh hamburger. Nhìn ngon quá đi. Ai, nhâm. Wow, kẹo dẻo bánh hamburger ngon quá. Không biết ai để đồ ăn ở đây nữa. Bây giờ ta mang về hết luôn. Ui da, sao đau bụng quá vậy nè? Đau bụng quá. Có ai không cứu tại giới? Đau bụng quá đi. Hey, em mình đi đâu từ nãy tới giờ? Mới nói mấy câu thôi mà đã giận rồi. Ủa, em trai, em bị sao vậy? Ui da, anh hai ơi, nãy em ăn cái kẹo này, bây giờ em đau bụng quá à. Anh hai cứu em với. Hả? Cái đồ ăn này em lấy ở đâu mà em ăn vậy? Dạ, đồ ăn này em lượm ở dưới đất đó anh. Mà không biết tại sao em ăn vô đau bụng quá. Em ăn đồ ăn ở dưới đất là đau bụng đúng rồi. Đợi anh một chút, anh sẽ đi tìm thuốc giải cho em ngay. Đợi một chút nha. Hey, sao hôm nay nhiều xe hư dữ vậy ta? Bây giờ mình sẽ ăn xúc xích sô-cô-la này. Sau đó mình sẽ sửa xe nha.
Rồi, xé xúc xích sô-cô-la này ra coi. Wow, xúc xích sô-cô-la này thơm quá. Có những thanh sô-cô-la trong này rất là dẻo luôn nè. Nhâm 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 nhâm. Wow, xúc xích sô-cô-la ngon quá đi. Bây giờ mình cùng nhau sửa xe nha. Đầu tiên mình sẽ sửa chiếc xe cẩu mút cát này. Rồi, gắn cái cần cẩu mút cát này vô trong. Ok, đã xong rồi. Sửa xe rất là nhanh luôn đúng không các bạn? Rồi, dê chiếc này ra luôn. Tiếp theo, đây cũng là một chiếc xe cẩu mút cát. Nhưng mà xe cẩu mút cát này dài hơn chiếc xe hồi nãy nha. Rồi, mang ra đây, mình sẽ sửa chiếc xe này luôn. Gắn cái cẩu mút cát vô luôn nè. Rồi, mạnh lên. Ok, cũng đã xong rồi. Đờ Húc ơi, chiếc xe đua này của mình mới bị đá đè phải. Bây giờ xe đã bị chày và dơ hết rồi. Bạn có thể nào rửa lại chiếc xe giúp mình được không? Đâu, để mình coi coi. Wow, chiếc xe này dơ thiệt, cũng đã bị chày hết rồi. Thôi được rồi, mình sẽ làm giúp bạn. Nhưng mà xe này làm hơi lâu đó nha. Không sao đâu, mình đợi được mà. Bạn cứ làm cho mình đi. Hay chà, biết tìm thuốc giải ở đâu đây. Ê, hello, xin chào Đờ Húc, xin chào bạn zombie. Các bạn ơi, em của mình ăn phải cái gì bây giờ đau bụng quá à. Các bạn có cách nào giúp em của mình hết đau bụng không? Ồ, khủng long đen đó hả? Em của bạn đang đau bụng sao? Mình chỉ biết sửa xe thôi, mình không có cách nào giúp bạn được đâu. Còn mình chỉ biết làm việc công trình thôi à. Mình cũng không có cách nào giúp bạn đâu. À đúng rồi, bạn đi qua nhà những bạn chó cứu hộ thử xem. Những bạn chó cứu hộ chuyên chế tạo ra những loại thức ăn thơm ngon. Chắc là những bạn đó sẽ có cách giúp bạn đó. Ồ, cảm ơn các bạn nhiều nha. Mà nhà của những bạn chó cứu hộ ở đâu vậy? Bạn hãy đi vô trong khu rừng thần kỳ. Bên trong đó có một cái núi đá rất là cao. Đó là nhà của những bạn chó cứu hộ đó. Cảm ơn Đồ Hút và Zombie nhiều. Thôi mình đi kiếm thuốc giải cho em mình đây. Chào tạm biệt các bạn. Các người mau đưa đồ ăn thần kỳ ra đây cho ta nhanh lên. Không không không, có ai không cứu tụi mình với quái vật tấn công rồi lấy đồ ăn của tụi mình nè. Không ai cứu các người đâu. Ôi da đau quá đi. Các bạn có sao không vậy? Quái vật ơi, được rồi, để tụi mình đưa đồ ăn cho bạn. Vậy mới được chứ. Ăn đồ ăn thần kỳ xong ta sẽ biến thành một quái vật mạnh hơn. Cái tên khủng long bày xấu xí kìa, không được làm hại các bạn chốt cứu hộ. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi chỉ có nhiều đó thôi sao? Hãy xem đây. Ôi da, cái tên này nhỏ xíu mà sao mạnh dữ vậy, mau chuồn thôi. Các bạn chó cứu hộ, các bạn có sao không? Gâu gâu gâu, tụi mình không sao, cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì đâu mà. À đúng rồi, hôm nay mình qua đây nhờ các bạn chó cứu hộ một việc. Em của mình ăn đồ ăn ở ngoài bãi rác, bây giờ bạn đó rất là đau bụng. Các bạn cho mình xin ít đồ ăn thần kỳ được không? Gâu gâu gâu, đồ ăn thần kỳ hả? Tụi mình có nhiều lắm nè, bạn mang về cho em bạn ăn đi. Nè, mình cho bạn luôn đó. Wow, các bạn cho mình nhiều quá, mình chỉ lấy một cây này thôi. Cảm ơn các bạn chó cứu hộ nhiều nha. Ôi hà, đau bụng quá, sao anh của mình đi từ nãy tới giờ chưa về nữa. Đau quá đi. Nè nè, em trai, dậy đi. Anh mang được đồ ăn thần kỳ về cho em nè, em mau ăn đi. Anh về rồi đó hả? Đồ ăn thần kỳ là gì vậy anh? Đây là đồ ăn thần kỳ mà các bạn chó cứu hộ làm ra đó. Em ăn đi, ăn xong em sẽ hết đau bụng ngay. Wow, đồ ăn thần kỳ này nhiều màu sắc quá. Đâu em đổ ra thử coi. Oh, có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu cam nè. Rồi, ăn nha. Nhâm. Wow, cái này có mùi sô-cô-la ngon quá anh ơi. Ê, mà em hết đau bụng rồi. Đồ ăn thần kỳ của các bạn chó cứu hộ hay quá đi. Vậy là tốt rồi. Em nhớ nha, đừng bao giờ ăn đồ ăn lung tung. Rất là nguy hiểm và dễ đau bụng lắm đó. Dạ dạ, em biết rồi. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà nha anh. Chào tạm biệt các bạn nha. Tụi mình đi về nhà đây. Hẹn các bạn video tiếp theo.